Nó bị gì lên rút dao ri rồi mà đạp giống rồi nổ nè rồi rồi đơn. Alo, mến chào anh em nha. Thì hôm nay thì xe này đi cái bài lạ lắm nha anh em. Quay cho anh em xem tham khảo nha. Nó bị sóc cam. Cái này đã lúc trước đi Cam Độ về xuống rồi. Đi lòng dài 78 luôn nha anh em. Đi thêm cái thớt nè. Thớt này mấy ly ông già? 6 ly. Vậy okay, anh em nghe nổ từ từ gắn vô đã. Đây. Nấu. Hơi ghê không? Xe tiếng gì ông ơi? Thớt dài mà rất là nha anh em. Thớt dài mà đi cầm thường anh em ơi. Cái cam nó bị sóc cho mở rồi, thay cái cam khác vô rồi. À, lòng không có cắt gì hết nha anh em. Lòng 78 nè. Đi thớt 6 ly nữa. Mà thành ra là bao nhiêu ta? 84. Đó, đi bài này là bài Afghanistan đó nha anh em. Dạng đầu em ru à, không có kêu bậy rồi á. Đâm hậu là cực kỳ vô luôn á. Xe này là xe thí nghiệm nha anh em. Mình thì mình không có làm xe độ nha anh em. Mà mình với ông Tống Cường hay làm chơi chơi rồi mở nắp tròn đi ra. Cường mở đi chụp cây cam vô thử coi. Một trời thương nhớ. Gắn cái thớt dễ xì nhớt lắm nha. Không có xì ra. Dán keo chứ không dán keo xì xong xì. Dán một cái keo cứng thôi. Cái đầu là không có ron. Đầu là hai mặt không ron luôn. Mất 50 ngàn. Đánh hai mặt lại cho vít vô luôn nha anh em. Không có xài ron. Bị lỡ dần hơi nè. Rồi mở ra thử coi. Thay cam gì coi. Chào rồi. Xe này em đi trên cam bao nhiêu mát? 88. Chào 88. 88. À đúng rồi, ông xuống bánh cam nhỏ đúng không? Xuống bánh cam nhỏ mà cái ba mặt này cũng vớt. Cái gì nhỏ luôn. Ba mặt nào? Mặt này nè, cái này. Vớt bao nhiêu? Mấy ly? Cái này khoảng 2 ly rồi nè. 2 ly. Đâu? 2 ly với ron rồi nữa là ông phải trừ 3 ly nên chẳng hết ron cam. Còn hết ron mà. Ừ thì ông phải trừ luôn một mặt cam đôi chứ. Có nghe 88 tôi phải thử. Đúng ra nếu như ông không như này là phải 94. 92, 94. Sao cậu gom làm gì cái giật giật hoài á? Đưa cậu coi. Cậu phải 6 ly không? Đúng rồi. Lấy búa đóng vô đi không sao đâu. Không vô. Vô không? Không vô rút ra coi. Đâu có vô chứ. Ông bỏ cam kia vô rồi hả? Rồi, bắt lên coi. Suốt ngày phá xe, phá cổ, riết, phá làng, phá xuống. Nẹt bu in ỏi sao căng quá vậy? Xả ti chưa? Xả ti chứ vô cái kiểu đó bẻ bánh cao su hết. Xả ti với này đi. Lấy con ốc 10 với này đi. Bánh cam nó căng mà anh em mà cố ép lên như vậy là bể cao su hết nha anh em. Chịu không nổi đâu. Nó tì á, cái cần tăng cam nó tì lên ngay chỗ cái đầu tăng cam ở dưới đưa lên á. Cái gì vậy ông? Không thấy con ốc luôn hả? Trả ra. Có cái xe mà cứ 3 mặt lỡ, 4 mặt lỡ, tháo ra, tháo vô, phá hoài, chịu không nổi. Cái đầu sửa xe riết mà bệnh mà, hôm nay đi khám bệnh này nè. Đó. Sửa riết là bệnh mà, đau bao tử dài dài gì đúng không? Chứ gì? Bệnh tương tư vậy, ngứa, biết nè. Bệnh ngứa nha anh em. Bệnh ngứa nữa, thông báo Tống Cường bị bệnh ngứa. Sửa đi, để cho không sửa anh em ơi. Tôi chỉ có phụ thôi, không sửa đâu cây có cầm gấu đâu. Được lâu rồi. Bộ đi chân dài luôn à, xe này à, xúc bắp bao nhiêu chồng? 24, 28. Cái cam này hồi bữa mình cũng đưa cho thằng Khứa đây. Khứa chạy em ru rồi mà không biết làm sao. Bây giờ thằng Khứa lại mở ra nữa, chán ghê luôn. Mới đưa cho cây cam qua dinh quay em pha nha anh em. Xe này mình đi kìa, đi cam thường à, mà đi lại đi xúc bắp lớn, lợi dụng cây đường kính xúc bắp thôi. Giờ ông tăng lên thớt lên hành trình bao nhiêu? Hành trình 6.4. Dữ không? Dên má nhiều? Dên má nhiều? Dên má 100. Dên má 100, hành trình dên 6. Vậy tính ra phân khối nó là nhiêu ta? Trăm trăm tư đồ có vụ trăm tư phân khối luôn hả? Khoảng anh đủ
thôi, có thể lên xuống chút xíu. Xe này mình có review một lần rồi nhưng mà điều cái style của ổng thì mỗi lúc ổng thay đổi liên tục. Rồi tôi đè cái nha. Chưa. Ủa chưa hả? Đè mà. Đâu, giật cái tay liền á, đang giận xin cam mà. Tôi đâu có ngu dại tôi đè không? Khùng quá. Tôi nhìn thấy cổ sổ khám bệnh của ổng rồi, bây giờ tôi đè nữa là ổng nhập viện luôn. Sợ cái mua bình thường gì bự bự gì chú. Có chữ Thái Lan luôn nha. Ồ, dữ quá. Tới đây ông Phi tặng cho bên bình thường đó đó. Ơi. Bình thường của quay á. Má bình thường bự dưới ta. Để ông ráp đè này mày gẹo chặt điên điên phàn cà lê mất công nữa đó. Xe này số mũi nhức đầu rồi, giờ anh làm lại đây. Chút xíu quay lại tiếng nổi cho anh em nghe nha. Đổ cam vô xong rồi anh em ơi, làm cũng nhanh quá. Rồi sao rồi, khác gì không? Sao không lấy chạy thử ha? Hồi nãy chạy 180 giờ chắc được 220. Lâu đạp nữa các bạn. Đạp giùm mấy bạn. Đạp xe nha, đừng đạp tôi nha ông thằng. Đạp xe em không? Cam nhẹ lắm anh em, cam cường mà tăng cái hành trình thôi chứ còn dẫn em cam chất lượng không hả? Cho đèn sáng hoài vậy ông, mỗi lần tôi rồ ra cái nó sáng vậy. À nó rỉ điện hả? Chúng cho điện làm có nước rỉ trời. Cái này đi dinh lớn nha anh em, dinh lớn rồi thêm cái thớt nữa. Ủa vậy cái tính ra cái bồ rông hụt ốc đầu không Cường? Không, từ dưới ngoài xuống dưới 110 á. Nhưng mà cái nắp này nó dày quá nè ông Cường. Ông kiếm cái nắp mỏng á, nắp này dày quá. Trước đi cam cò lăn, đi cái nắp mỏng á, siết cho nó ăn răng nhiều vô cho đi đường xa. Điền xa thổi ron chết á. Bồ rông 7 ly hay 9 ly? À và 6 ly. Hả? 7 ly. Ron đâu mà thổi? Cái này đâu có ron mà thổi. Rồi, đây rồi. Thử cái vụ này thổi ron. Cũng đưa ổng cái cuốn cam này chạy rồi thôi, bye bye anh em nha, hẹn anh em trong cái video clip tiếp theo nha anh em. Ông này chạy gáp rồi, đi